có một con khỉ kìa. Ủa trời, các bạn ơi, tôi có một cái này để cho anh con khỉ được coi. Chắc là trái chuối này nè. Ê khỉ ơi, có muốn ăn chuối không nè? Ê trời, được rồi, mình quăng trái chuối này vậy, quăng tin ti vô. Ê rồi nè các bạn, trời ơi, nè, bây giờ tao tặng cho mày nè con khỉ kìa. Ấy cha. Trời ơi, nó té rồi kìa. Trời ơi, đúng là con khỉ con thiệt. Ok vậy, ôi. Ơ, kì vậy? Bây giờ trời sẽ nguyên rổ thôi. Ủa, có bị gì đâu? Quả đi, trời con người cơ. Trời ơi, cái con khỉ này nó ghê thì nó biết nói luôn các bạn. Nhưng mà quan trọng là tôi có bị gì đâu. Đúng là chợ lơ bê. Ai đi về nhà ngủ mới được các bạn ơi. Ủa, chị Đa Bi kìa. Hello chị Đa Bi. Ủa, chị Đa Bi không nghe mình hả? Hay, để mình la to coi. Hello chị Đa Bi. Ủa, kìa, sao cái chợ của cái chợ thầu lô bự ơi. Ôi, trời ơi. Ôi, trời gì vậy? Trời ơi, sao thanh âm thanh của mình nó lên một đất rồi. Ủa, lần sau. Ờ em đâu có ý đâu. Ủa hình như mỗi lần mình nói là. Để mình thử cái coi. Để tôi thử một câu nữa coi. Chị nè chặn lửa. Trời ơi. Trời ơi, cái tên ông ta đã tặng lên đằng kia các bạn ơi. Vậy là mình đã có sức mạnh thực sự rồi các cái bạn. Cái gì vậy Huy Nôm? Sao tự nhiên phá nhà người ta vậy? À cái thằng giác này muốn gọi là bị chọn nữa hả? Vì tôi tin đó. Trời ơi đúng là đã đi chứ các bạn ơi. Nổ cái đầu quay giặt bay luôn rồi. Nếu như mày thích thì chị treo. Chị okay. Bắn mày. Cái pháo nó dừng lại rồi. Ồ, mình có khả năng làm cái pháo nó dừng lại sao? Nếu vậy thì phản đòn. Ôi trời ơi. Ủa, thanh âm thanh của mình đầy rồi, tức nghĩa là sao? À, chắc không còn ai nữa các bạn ơi. Ơi, sao nó bấy hết vậy? Ồ, cái vậy? Ủa, mưa âm thanh. Ủa, lần sao? Mưa âm thanh hả? Là sao? Ủa, cái thanh âm thanh hết rồi. Ủa, kìa. Rồi các bạn ơi, bây giờ là tôi không được la to. Nếu mà tôi la to quá thì cái thanh âm thanh nó sẽ lên cao. Và nếu như lên cao thì nó sẽ kích hoạt những cái thiên tai gì đó các bạn. Ghê quá. Ây, cái nào tôi lại la to rồi. Ôi, trời ơi. Mình phải nói khẽ thôi các bạn ơi. Trời ơi. Thấy đắp đâu rồi. Trời ơi, trời ơi. Anh trốn kịp á. Nghe tiếng nó ở đây mà Giác ơi. Vậy là chúng ta chia nhau ra tìm á đi. Ôi, chết. Điểm bằng mấy này luôn nha. Mọi người bắt đầu tăng lung mình đi các bạn ơi. Mình sẽ làm gì tới gì tình đâu. Các bạn ơi, chỉ còn cách duy nhất là bây giờ mình phải xuống phòng thí nghiệm của mình sầu đâu. Mình phải nghiên cứu cách loại bỏ cái lời nguyền này mới được các bạn ơi. Mà biết thằng Huy nó ở đâu rồi ta. Chắc không có gì đâu. Đi. Ở đâu được chạy. Thằng Huy mà tới đây là mình bắn nó chết rồi. Ôi, cái gì mà nghi quá ta. Tôi gọi giờ làm sao đây. Các bạn bấm nút lại giúp tôi thoát khỏi tình thế đi các bạn. Lẹ lên. Trời ơi các bạn ơi, giúp tôi với. Ôi da, con nhím đâu ra vậy. Thôi đi gọi bây giờ. Chạy vô hơi nào ơi. Thoát khỏi cái này, không cần cái này nữa. Đi xuống thôi. Ôi cái đó. Ôi tôi nói to quá các bạn ơi. Phải nói nhỏ lại tôi. Bây giờ mình nghiên cứu nè. Để mình xem cái này các bạn. Ôi lỡ to quá các bạn ơi. Chỉ còn cách là chạy lên các bạn ơi. Chết tôi rồi. Chạy rồi. Nó bắn tôi kìa. Chạy các bạn ơi. Không sống rồi. Trời ơi tôi lỡ lại cái thanh âm thanh nó tăng lên nữa ơi kìa. Chỗ như này an toàn các bạn ơi. Ôi giời ơi là trời sao. Chết rồi. Lỡ rồi. Ôi vậy mình trốn qua cái nhà này các bạn ơi. Nhà này thì sao? Ôi chết rồi. Nó bãi nữa rồi. Chết rồi. Mọi người vẫn đang tìm kiếm mình kìa. Bây giờ sao đây? Kiếm cho ra đi. Ôi giời ơi. Trời ông cần phải kiếm cho tao thấy nữa rồi. Cái gì vậy? Đáng ơi, đáng ơi. Bay ra. Chạy thôi các bạn ơi, chết tôi rồi. Chết rồi, cái âm thanh này là tức nghĩa là những cái tạm hòa âm thanh nó sẽ tới các bạn ơi, chết tôi rồi. Chạy lẹ tôi, lạc quá trời ơi, trời chạy thôi, chạy lẹ tôi các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi, mình phải tới cái chỗ cái con khỉ đó để mình nói nó cách để giải hóa cái lời quyền này. Không tôi sẽ chết chắc luôn đó các bạn ơi. Đúng là chỗ này rồi các bạn ơi, đừng gọi bây giờ thì con khỉ kia đâu gọi giúp tôi. Nguyên rủa rồi nè. Trời ơi là trời. Tôi đã nhận lấy hậu quả rồi sao? Trời ơi tôi đã nhận lấy hậu quả rồi. Bây giờ hãy giúp tôi đi mà. Làm ơn xa tứ cho tôi đi. Nãy còn dám chọc ta nữa mà. Làm sao ta sẽ cho người một ân xá. Thiệt á? Yeah được ân xá rồi. Ờ cái gì? Ôi ông đưa tôi đi đâu vậy? Ồ mình đang ở đâu vậy các bạn? Trời ơi cái gì? Ủa sao có một cái thanh âm thanh ở bên đây là sao? Ôi trời ơi, các bạn hình như mình nói to quá là nó lên cái âm thanh các bạn mà mình không biết cái âm thanh này, nếu mà nó lên thì được cái gì nữa. Thôi bây giờ mình đi qua nè trời. Ôi mình phải né mấy cái này á, mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Trời ơi là trời sợ quá. Các bạn ơi sợ thì có ai. Trời ơi các bạn ơi chết tôi rồi.
cho nên tôi nói to quá các bạn ơi, trời ơi. Ê nữa kìa, ai ai chết tôi rồi. Trời ơi, tôi bắt đầu rớt tùm lum rồi, tôi chạy luôn đây ơi. Ai ai ai, qua qua qua. Ồ, mình đang ở đâu vậy? Trên kia có phải là chỗ để mình lấy thuốc không? Ổng nói là trên cái ngọn núi đó. Đúng rồi, đi 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 thôi các bạn. Ơi, ơi cái gì vậy? Ơi, ơi, ai trời có biết thằng dân làng này mày tránh nó coi cục rồi. Trời nó không cho tôi lên kìa các bạn ơi. May quá mình lên được rồi các bạn. Ê, làm sao mà giết tao được đó, ngồi thì lên đi. Sao mấy con tặng đang rơi xuống kìa các bạn ơi. Ôi cẩn thận các bạn ơi, đáng sợ quá vậy ơi. Vậy đây cẩn thận nha các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, đá kìa các bạn ơi, tiên cứ khúc này có mấy cái cục đá rơi xuống. Ai ui xíu nữa xíu nữa thì dính nữa rồi, chết tôi rồi, sợ quá đây ơi. Qua đây qua đây. Ai cha, chết tôi rồi. Ai cha, một cái gì? Ờ núp vô, núp vô, núp vô. Chết rồi, tụi nó đang ở trên kìa các bạn ơi. Tụi nó đang gọi là đang đi xịt xăng mình kìa. Tụi nó bay bằng cái bay bay luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ tôi phải cẩn thận hơn là tôi trốn vô cái cây này kìa. Hồi nhảy qua nhảy qua. Ok ok, bây giờ tôi sẽ lên cái núi lại các bạn ơi. Mong là nó không có gì hết các bạn ơi. Cố gắng. Nữa kìa, nữa rồi kìa. Trời ơi trời, cái mấy cái đá lại lại rớt xuống nữa. Tôi phải tìm cách đi lên lại nữa các bạn, cẩn thận nha. Ui, tụi nó vẫn đang đi tìm kìa các bạn. Lại được 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 được. Nhảy qua kìa các bạn. Được rồi, được rồi, hay quá hay quá. Bây giờ tụi mình phải cố gắng đi qua thôi các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Trời ơi trời. Được rồi các bạn ơi, mình đã lên cái núi rồi. Bây giờ mình chỉ cần lên cái đỉnh núi đó là được các bạn ơi. Thôi được rồi, đi lên đây nào, cố lên các bạn ơi. Kìa. Chết rồi, mọi người đang ở trên kìa. Chết rồi, tôi mới kiếm được. Mới kiếm được, chạy lên đây. Trời ơi, chết rồi. Mình đi lên lẹ đây các bạn ơi. Không xong rồi, không xong rồi. Bây giờ còn cách nào không đây? Chết tôi rồi. Hết đường rồi, nó bà. Chỉ còn cách duy nhất phải sử dụng cái âm thanh của mình thôi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mình chỉ còn cách cuối cùng đó chính là la lên xong rồi để mình bay lên trên đó các bạn ơi. Tới rồi, đây chính là cái viên thuốc giải nè. Ui, sao bầu trời đỏ hoắc vậy? Tận thế âm thanh, chết rồi, âm thanh đã đầy rồi các bạn ơi. Không xong rồi. Không được, tôi phải lấy cái thuốc giải này lẹ thôi. Hay chưa, được rồi, thuốc giải đi rồi. Chết tôi rồi, uống thuốc này lẹ thôi. Ôi trời, trong xanh lại rồi, tức là mình đã giải hóa lời nguyên rồi. Vậy là mình xong rồi. Xong rồi. Chết rồi các bạn ơi, bây giờ mà tôi không la là tôi sẽ rớt xuống đó các bạn ơi. Tôi thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên like và đăng ký cho tôi nha các bạn ơi. Trời ơi là trời ơi. Lên. Rồi xong luôn.